khoảng hơn 17 triệu, các bạn đã có một chiếc laptop sở hữu con chip thế hệ thứ 12 mới nhất đến từ nhà Intel. Và cũng với hơn 17 triệu, các bạn có được một cái laptop với một cái cấu hình mạnh mẽ đến bất ngờ luôn. Vậy thì 17 triệu đó chúng ta sẽ đầu tư vào đâu đây? Đó chính là chiếc Acer Vuebook mà mình đang có cho bạn ngày hôm nay đây. Giá rẻ, chip ngon. Vậy thì con máy này sẽ còn tất cả những cái ưu điểm, nhược điểm nào nữa? Thì hãy cùng mình theo dõi video này nhé. Chắc chắn cái điểm khác biệt năm nay đó chính là con chip mà Asus đã trang bị trên em máy này. Nói qua một chút về Intel, dòng B năm nay thì khác với dòng G tiết kiệm điện năm ngoái, thì cái dòng B năm nay tuy vẫn là một con chip tiết kiệm điện nhưng mà nó lại làm cái gì đó hiệu năng cao hơn hẳn. Khi mà thông số của CPU được chính Intel công bố thì khả năng ăn điện của dòng chip B lên đến con số là 64W, trong khi đó năm ngoái chỉ là 28W thôi. Điều này thì cũng không ngoại lệ với chiếc Vuebook đang có trên bàn này đây. Với con chip là i5-1240B thì mình đã thử thực hiện tất cả những bài test khác nhau thì em máy này đều mang cho mình một cái sự bất ngờ gọi là vượt sức tưởng tượng luôn. Ở trong bài test Cinebench R23 thì chiếc máy này đã có điểm số đa nhân lên đến là hơn 10.000 điểm, trong khi đó thì đơn nhân của máy thì cũng ở mức 1630 điểm. Trong lúc test thì mình đã thấy được công suất điện lúc cao nhất là 45W và ổn định là ở mức 36W, 10.000 điểm cho một chiếc Ultrabook. Điều này thì nghe nó rất là hoang tưởng đúng không? Nhưng mà thực sự là bây giờ đã được nhà Intel làm thành hiện thực rồi. Và các bạn cũng đang thắc mắc là liệu với một em máy Vuebook khá là gọn nhẹ ở đây thì làm sao mà em nó chịu nổi đúng không? Thì ok, cùng mình tìm câu trả lời nhé. Năm nay thì Asus đã cải tiến cái phần tản diện trên chiếc máy này rất là tốt với quạt cái kích thước lớn hơn và nhiều cánh hơn, số lượng lên đến là 87 cánh được uốn cong với dạng 3D cho phép tạo ra được luồng gió nhiều hơn 30%. Trong bài test Cinebench khi nãy thì cái nhiệt độ cao nhất mà mình nhận thấy nó rơi vào khoảng là 87 độ, còn nhiệt độ trung bình thì là 65 độ. Đây là một cái con số mà mình cảm giác nó khá là ấn tượng khi mà hiệu năng và cả cái kích thước Ultrabook thì vẫn giữ được cái tiêu chuẩn. Nói tiếp về phần cứng của em máy này thì em nói được trang bị thanh RAM là 8GB, chúng ta có thể nâng cấp lên là 24GB cùng với card đồ họa Intel UHD Graphics cùng với ổ cứng 512GB SSD. Đến đến đây thì mình nghĩ là một số bạn sẽ thắc mắc là tại sao con chip thế hệ thứ 12 thì phải có nhân đồ họa là RXE chứ, tại sao lại là UHD? Thì ở đây thật ra chúng ta có cả nhân đồ họa RXE trên con máy này sẵn luôn, thế nhưng mà máy thì chỉ được trang bị sẵn một cái thanh RAM onboard mà thôi. Và để có thể kích hoạt được RXE thì chúng ta cần phải có RAM Dual Channel. Vậy nên cái lời khuyên cho các bạn ở đây là khi mà chúng ta mua con máy này về thì mình sẵn mình nâng cấp thêm một cái thanh RAM nữa luôn để có thể sử dụng được tối ưu hiệu suất của em máy. Thế nhưng mà với các anh em nào chưa thể có ngay khả năng tài chính để nâng cấp lên thanh RAM Dual Channel thì cũng yên tâm, với cái sức mạnh vốn có của con chip i5-1240B thì cũng đã đủ cho các bạn có thể làm những cái tác vụ một cách đầy đủ và chỉnh chu nhất. Với những cái tác vụ văn phòng thì không cần phải bàn tới nữa luôn, chiếc máy này vượt qua một cách dễ dàng. Từ làm một tác vụ hay là nhiều tác vụ đa nhiệm cùng lúc thì chiếc máy này đều có thể đáp ứng một cách ngon lành. Hay là với ứng dụng đồ họa phổ biến như là Photoshop đi thì chiếc máy này vẫn có thể đảm đương được một cách ổn áp, không gặp quá nhiều khó khăn. Đến với giải trí chơi game thì sẽ có hơi đuối cho em máy này một chút xíu. Với tựa game Liên Minh Huyền Thoại thì nếu như mà mình để ở mức setting cao nhất thì chiếc máy đạt ở mức FPS khá là ổn. Nếu như mà combat tổng thì tất nhiên sẽ bị drop xuống khá khá. Thế nhưng mà mình tin khi mà em máy này được nâng cấp thêm Dual Channel thì chắc chắn là hiệu năng của em máy này sẽ mạnh hơn rất là nhiều luôn. Và nếu như mà các bạn muốn mình làm một cái video riêng về việc so sánh cái em máy này khi mà chưa có Dual Channel và đã được nâng cấp lên Dual Channel thì bình luận cho Lan Phương biết ha. Rồi, vậy là mình đã nói xong về phần cấu hình thì bây giờ chúng ta đi qua cái màn hình của em nó ha. Cái màn hình này thì tuy nhiên nó không có quá nổi trội nhưng mà với mình nó rất là phù hợp với cái mức giá. Với kích thước là 15.6 inch, độ phân giải là Full HD, các dải màu thì đều nằm ở mức trung bình khá mà hầu hết các dòng máy trong cái phân khúc này đều có thể đạt được. Điều này thì không có nghĩa là cái màn hình này nó không đẹp ha. Cảm nhận của mình thì cái màn hình này nó vừa đủ đẹp ha. Chúng ta có được một cái màu đen thể hiện sâu nè, các màu sắc khác thì vẫn được tối ưu nhất. Nếu như mà qua những cái tác vụ như là xem YouTube hay là chỉnh sửa hình ảnh không chuyên thì sẽ không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà có một điểm mình cảm thấy nó khá là rõ ràng, đó chính là cái màn hình này
nó hơi bị ám vàng ha. Cảm nhận được cái màu vàng nó bị ám vàng khá là rõ ở đây nè. Thế nhưng mà cũng được giải quyết một cách dễ dàng với cái phần mềm có sẵn, đó chính là My Assets. Trong này thì không chỉ chỉnh được cái phần màu sắc của màn hình mà còn rất nhiều cái phần tùy chỉnh, ví dụ như là Smart Wi-Fi hay là hiệu năng của chiếc máy, rất là tiện lợi luôn. Nói tiếp về cái phần màn hình thì không chỉ có một cái màn hình đẹp trong tầm giá nha, mà em nó còn có một cái viền màn hình rất là mỏng, vẫn có được một cái webcam HD ở đây, hay là cái khả năng mở rộng bản lề lên đến là 180 độ cho phép chúng ta chia sẻ không gian thông tin đến người đối diện một cách dễ dàng hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi qua cái phần mà gọi là gây tranh cãi nội bộ của tụi mình nhiều nhất ha. Đó chính là về phần thiết kế, cụ thể hơn là màu sắc của em máy này. Ông thấy con máy này màu gì? Tôi thấy nó hơi màu xanh nhưng mà nó có một chút màu xám. Là ok không? Thank you. Anh thấy màu xanh hay màu bạc hay màu trắng hay màu gì đó? Nó màu bạc nhưng mà nó ngã về màu xanh. Hoàng có mấy cái màu gì không? Màu xanh. Ok, màu xanh. Thank you Hoàng. Theo như mình tìm hiểu được ở trên hãng thì màu sắc của em này là màu bạc băng giá. Thế nhưng mà trên thực tế, mình và nhiều người khác cảm nhận thì sẽ đưa ra rất là nhiều cái luồng ý kiến khác nhau. Điều này thì cũng không có gì là lạ khi mà mỗi người chúng ta thì đều có một cái cách cảm nhận màu sắc khác nhau. Chẳng hạn như là vụ cái váy này đây. Thế nhưng mà các bạn, chúng ta cũng có thể ra tận cửa hàng Thế Giới Di Động để có thể cảm nhận cái màu sắc con máy này rõ ràng nhất ha. Ngoài màu sắc mà mình đang có ở đây thì chiếc máy còn có thêm hai phiên bản màu nữa, tha hồ cho các bạn lựa chọn dựa theo cái sở thích cá nhân luôn. Chưa hết thì em máy này còn có một lớp kháng khuẩn Isot Antibacterial Guard, một lớp xử lý bề mặt đặc biệt giúp ngăn chặn vi khuẩn trong vòng 24 giờ, thân thiện với người dùng hơn bao giờ hết. Nói đi nói lại thì đây vẫn là một cái laptop Ultrabook có một cái thiết kế khá là nhỏ gọn. Mình có thể dễ dàng bỏ vào cái túi chống sốc kích thước là 15.6 inch để có thể mang đi lại khắp nơi. Với cân nặng là 1,7kg, nghe thì nó có vẻ hơi nặng khi mà so với những chiếc Ultrabook khác. Thế nhưng mà với một cái cấu hình mạnh mẽ, cho nên việc mà trang bị thêm cái hệ thống tản nhiệt hầm hố và tăng thêm cái trọng lượng là không thể nào mà tránh khỏi. Mà mình vẫn rất là hoàn toàn thoải mái với chiếc máy này trong suốt một ngày dài mình di chuyển đi làm. Ngay từ đầu thì chúng ta đã nói đây là một em máy có một cái hiệu năng rất là mạnh mẽ, được trang bị bộ vi xử lý mới nhất đến từ nhà Intel, nhưng mà cái mức giá thì chỉ rơi vào 17 triệu thôi. Thế nên chúng ta cũng phải đồng ý đánh đổi một số cái yếu tố, và cái yếu tố mà mình thấy bị đánh đổi ở đây đó chính là cái phần bàn phím và cổng kết nối. Đầu tiên, cái điều bị cắt giảm ở đây đó chính là đèn nền bàn phím. Tuy rằng với những người như mình đã rất là quen làm việc với bàn phím thì sẽ làm quen rất là nhanh, dễ dàng thao tác trong những cái điều kiện thiếu sáng. Tuy nhiên với những bạn nào mà chưa thể làm quen ngay được với cái layout này thì đây sẽ là một điều bất tiện. Bù lại thì cái cảm giác bấm trên cái bộ bàn phím này đối với mình nó khá là ổn ha. Với cái hành trình phím là 1,4mm cũng như là bề mặt phím thì lõm xuống 0,2mm giúp cho mình khá là vừa với cái đầu ngón tay ấy, cho nên là cái cảm giác bấm đối với mình nó thích hơn khá là nhiều. Phần tóc bát thì khá là rộng rãi, di vuốt mượt mà, được tích hợp cả cảm biến dấu vân tay để có thể mở máy được nhanh và an toàn hơn. Còn cái điểm mà bị cắt giảm trên cổng kết nối đó chính là cái việc mà cổng Type-C trên máy thì chỉ còn là cổng USB 3.2. Chính vì vậy mà tốc độ nó không thể nào bằng một cái cổng Thunderbolt 3 được. Ngoài cái điểm đáng tiếc này ra thì chiếc máy của chúng ta vẫn rất là đẹp, với một cái USB 2.0 nè, hai cổng USB 3.2, cổng HDMI, jack tai nghe 3.5 vẫn đủ để chúng ta có thể cắm những cái thiết bị ngoại vi mà không gặp một cái trở ngại nào. Với viên pin là 42 Wh thì đối với mình nó rơi vào cái mức vừa ổn, tức là trong một cái buổi làm việc mình đa tác vụ thì có thể trụ được trong khoảng hơn 4 tiếng. Tóm gọn lại là đối với mình, đây vẫn là một chiếc máy rất là đáng để lựa chọn trong tầm giá rẻ ha. Với cái nhu cầu là vừa học tập vừa giải trí, chiếc máy sẽ có một cái con chip rất là mạnh ở thế hệ thứ 12, một cái thiết kế màu đẹp, thân thiện với người dùng khi có khả năng kháng khuẩn nè, bàn phím thì cũng có ấn tượng rất là tốt về cái khả năng bấm. Rồi, và điểm mạnh thì chúng ta cũng đã rõ, nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn còn một vài cái nhược điểm, cho nên khi mà anh em chúng ta bỏ tiền ra mua chiếc máy này thì nên cân nhắc khi mà lựa chọn ha. Ok, và đó là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Các bạn đừng quên like cũng như là subscribe cho kênh Thế Giới Laptop. Còn bây giờ, Lan Phương xin chào và hẹn gặp lại.